thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô đại bi quán thế âm bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát. Tây Nguyễn Thị Kim Trang, sau đây con xin được thọ trì bài kệ trong phẩm thứ 12 kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Con xin phép được bắt đầu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, ít số hằng sa khó tỏ trần. Thấy nghe một niệm kim ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tặng sẽ xa vào đường dữ. Chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, ba tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ rụt rà. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ lành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh kỷ Bồ Tát cúi đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đẳng trọng lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn trưởng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sụp mắt. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục uống ăn các ngòa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sanh lòng ăn trọng cử ngũ tăng, rượu thịt tà dâm cùng dối đúng. Trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đậm chỉ không lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họ hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, chim cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Giúp lòng chim lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhẵn đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của chư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thủ độc nguy giặc đốn đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khổn không lường. Sắp sửa ra đi đổi trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Y hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu được, nếu hay đem công hồi pháp giới, sanh rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bài, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi. Đệ tử con tên Nguyễn Thị Kim Trang, pháp danh Quảng Nhã, con xin nguyện hồi hướng công đức thuộc bài kệ này cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sớm trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiền căn, phước đức có duyên với tam bảo, địa tạng Bồ Tát, phát tâm báo hiếu, hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.